Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình với khán giả xem truyền hình hôm nay, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lương Ba, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về những giải pháp khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chuyên mục chúng tôi trả lời thư của bạn xem truyền hình trong tỉnh, những quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái tại Nghị định số 35/2022. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội Nam Định, nhiều lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp có kê khai thu nhập, chịu thuế hàng tháng nhưng vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội, thậm chí còn có doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhưng vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động và thực trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Các giải pháp của bảo hiểm xã hội như thế nào? Trong mục theo những cánh thư hôm nay, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lương Ba, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định thì có một số doanh nghiệp đang nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Vậy thì ông có thể cho biết cái thực trạng này trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tính thời điểm ngày 29 tháng 10 năm 2022 thì trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có 2.192 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền nợ là 227,2 tỷ đồng. Thì trong số nợ 227,2 tỷ đồng thì khối doanh nghiệp trước đây là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thì nợ trên 24 tỷ đồng. Khối doanh nghiệp nước ngoài nợ gần 25 tỷ đồng và khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh là số nợ là 142 tỷ đồng. Nếu phân nợ mà phân theo thời gian nợ, cái số tiền nợ mà từ 1 đến 3 tháng là chiếm 101 tỷ đồng và số đơn vị nợ mà trên 3 tháng thì số nợ 81 tỷ đồng. Có thể nói là tình trạng nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Vấn đề này thì ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tại các đơn vị. Về bảo hiểm xã hội tỉnh thì chúng tôi gặp khó khăn trong việc hoàn thành cái chỉ tiêu của bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Nhưng bên phía người lao động thì hiện nay mọi quyền lợi của người lao động đang bị xâm hại, kể cả về chế độ hưu trí, ốm đau, chế độ thất nghiệp, chế độ tai nạn lao động nghề nghiệp và có khi kể cả trường hợp tử tuất cũng đã bị ảnh hưởng. Bởi có trường hợp mà khi người lao động mất rất nhiều năm thì sau đó thân nhân của lao động mới nhận được cái tiền trợ cấp tuất của người lao động do đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Và riêng hiện nay là chế độ thai sản ấy, là cũng rất nhiều trường hợp mà hiện nay người lao động khi nghỉ thai sản vẫn chưa được hưởng cái chế độ thai sản theo quy định mà theo cái quyền lợi của nó 6 tháng nghỉ thai sản đấy. Thì nhiều cái trường hợp này có thể nói rằng là rất khó khăn bảo hiểm xã hội, bởi vì thực tế nói bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên cơ sở cái chấp hành đóng bảo hiểm xã hội. Thì vấn đề này có thể nói rất khó khăn cho phía cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như phía người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Thưa ông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã có những cái giải pháp như nào để khắc phục tình trạng trên? Quan điểm của bảo hiểm tỉnh ý, là cũng rất mong ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc mà giải quyết cái tình trạng chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng gửi văn bản đi 10 huyện thành phố và chúng tôi cũng gửi đến cái số liệu nợ đọng của từng đơn vị trên địa bàn và với mong muốn là ủy ban dân thành phố cũng như ủy ban dân các huyện cùng quan tâm phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để chấm dứt cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Cái giải pháp tiếp theo của bảo hiểm xã hội tỉnh là chúng tôi phối hợp với các ngành trong việc mà thực hiện cái thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội. Thì trong cái thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10 là chúng tôi tổ chức là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Cùng với đây là có thể sự phối hợp của công an tỉnh cũng như đoàn thanh tra liên ngành của Sở Lao động Thương binh Xã hội.
thì trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 là chúng tôi buộc phải dùng chế tài xử phạt. Và chúng tôi đã xử phạt 7 đơn vị với số tiền phạt 568 triệu đồng. Tôi khẳng định nó cái hành lang pháp lý có thể nói rất đủ mạnh để cho quan bảo hội thực hiện cái xử phạt đối với những đơn vị mà không chấp hành tốt cái luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luật việc làm và luật an toàn vệ sinh lao động. Thưa ông, như chúng tôi được biết thì là hiện nay có rất nhiều người lao động có cái kê khai chịu thuế tại doanh nghiệp hàng tháng, thế nhưng là vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Thậm chí thì có rất nhiều doanh nghiệp thì là có số lượng lao động rất đông nhưng lại không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho người lao động. Đấy, vậy thì ông suy nghĩ gì về vấn đề này, và bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã có những cái phương hướng và có những cái giải pháp như nào để khắc phục tình trạng trên? Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh là vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp có thể nói là đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, và đặc biệt hơn là có khá nhiều doanh nghiệp mà hiện nay là đăng ký kinh doanh có, nộp thuế có nhưng vẫn chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội đó. Cả hai trường hợp này thì tôi khẳng định điều là đã vi phạm có thể nói rất nghiêm trọng về luật bảo hiểm xã hội. Hiện nay bảo hiểm xã hội tỉnh chúng tôi đã xử lý lọc ra được 38% mà cái đối tượng mà cái dữ liệu thuế cung cấp đấy, thì chúng tôi hiện nay đang xác định là 740 trường hợp mà người lao động ở các đơn vị chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Và tôi nhấn mạnh tức là kể cả những đơn vị đã được ký tham gia chưa đúng, chưa đủ số người, cũng như có đơn vị mà đến nay chưa tham gia bảo hiểm xã hội, thì với 740 ngày đối tượng này thì vừa rồi bảo hiểm xã hội tỉnh định ngày 28 tháng 10 và xong là chúng tôi có một cái thông báo lịch làm việc đến các đơn vị, và chúng tôi có quy định đến ngày 8/11, tức sau mấy ngày đấy, thì mời các đơn vị đến làm việc tại văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Và cái hội nghị này thì chúng tôi để vận động tuyên truyền trên tính tự giác của đơn vị sử dụng để tiếp tục tham gia cho đủ số người thuộc diện tham gia, cũng như những đơn vị chưa tham gia thì tiếp tục, những đơn vị chưa tham gia thì phải tham gia bảo hiểm xã hội để bảo quyền lợi cho người lao động. Và trong trường hợp mà khi mà đơn vị vẫn cố tình mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng đấy, thì chúng tôi buộc phải ra quyết định xử phạt các đơn vị mà hiện nay cố tình trốn đóng, không đóng. Và cái điều rất quan trọng là chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ những đơn vị mà thuộc cái dạng mà cố tình chây ý trốn đóng cho báo Nam Định, cũng đã chuyển đến Nam Định để đăng tải một cách công khai để mọi người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định được biết về ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua chuyên mục Với khán giả xem truyền hình nhận được thư của bạn Trần Duy ở huyện Nam Trực và anh Nguyễn Văn Nam ở huyện Hải Hậu hỏi xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái được quy định cụ thể như thế nào tại Nghị định số 35/2022. Vấn đề này chúng tôi trả lời như sau. Điều 38 xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái tại Nghị định 35/2022 quy định như sau. 1. Chính phủ khuyến khích đầu tư mới khu công nghiệp sinh thái thông qua quy hoạch xây dựng, thiết kế hợp lý các phân khu chức năng và định hướng thu hút các dự án đầu tư có ngành nghề tương đồng để hỗ trợ thực hiện cộng sinh công nghiệp. 2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái phải đáp ứng các điều kiện sau. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái đăng ký ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Dự kiến mức phát thải cho từng ngành nghề, dự kiến phương án cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp, phương án xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đầu vào đầu ra của khu công nghiệp về sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và phương án thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng xung quanh tại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Cam kết đáp ứng các tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái quy định tại Điều 37 của Nghị định này trong vòng 8 năm kể từ thời điểm khu công nghiệp được thành lập và xác định rõ lộ trình thực hiện. Được cấp có thẩm quyền quy định loại hình khu công nghiệp sinh thái trong quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để làm căn cứ kiểm tra, thanh tra, giám sát.
Chuyên mục với khán giả xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mọi thông tin, kiến nghị, thắc mắc, quý vị và các bạn gửi thư về địa chỉ Chuyên mục với khán giả xem truyền hình, Phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định, số 6 đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, hoặc địa chỉ email phongbientapntv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.